Tôi và chồng đã lấy nhau được hơn 6 năm và có với nhau được hai đứa con. Khi chưa cưới, tôi được bố mua cho một căn nhà đứng tên tôi. Căn nhà này thì xa chỗ làm nên tôi cho thuê, còn hai vợ chồng ở căn nhà mà chúng tôi góp tiền mua chung. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, lương tháng cũng chỉ tầm chục triệu, nhưng chồng tôi khá giỏi giang. Anh hiện là quản lý của một công ty nên thu nhập hơn tôi nhiều lần. Tính tôi cũng không phải là người chi ly, muốn quản hết tiền lương của chồng nên hàng tháng tôi chỉ cần anh đưa một khoản tiền cố định đủ để lo cho gia đình và con cái còn bao nhiêu anh tự giữ tôi không can thiệp vào số tiền riêng đó của anh anh tiết kiệm hay tiêu vào việc gì tôi cũng không rõ cách đây không lâu chồng tôi không muốn chỉ là đi làm công ăn lương như thế này nữa anh muốn làm chủ nên có gấp tiền với bạn thành lập công ty riêng có bao nhiêu tiền anh đổ hết vào dự án lần này đến khi hết sạch anh đã vay nóng bên ngoài đến khi không trả nợ nổi và chủ nợ đến tận nhà đòi thì tôi mới biết chuyện sau đó chúng tôi phải bán nhà đi để trả cho người ta và cả nhà chuyển về căn nhà riêng của tôi để sống. Cứ nghĩ khi bán nhà trả nợ thì sẽ xong, nào ngờ là một chủ nợ khác đến đòi. Lần này số tiền nợ còn những 2 tỷ thì tôi thực sự không còn tin vào lời nói của chồng nữa. Không hiểu anh đầu tư kinh doanh kiểu gì mà nợ nần nhiều như vậy, không biết anh còn giấu vợ những khoản nợ nào chưa dám nói cuối tuần vừa rồi nhà chồng có dỗ gia đình tôi cùng về nhân dịp này tôi cũng nói rõ các khoản nợ nần của chồng cho bố mẹ và anh em của chồng biết mà tìm cách giúp đỡ bố mẹ chồng đều rất choáng khi biết anh con trai giỏi ra ngày nào bây giờ nợ nần ngập đầu tôi hỏi bố mẹ có khoản nào giúp chồng tôi trả cho bớt nợ bố chồng lắc đầu nói ông bà già rồi biết làm gì ra tiền thương con lắm nhưng không thể giúp được chị gái chồng thì bảo tôi bán căn nhà riêng của tôi đi giúp chồng trả nợ lúc này rồi tính sao sao vợ có tài sản như thế mà phải về mượn của bố mẹ và anh chị. Lúc này chồng tôi cũng quay ra trách vợ đứng ngoài cuộc, có tiền tiết kiệm, có nhà mà không chịu trả nợ giúp anh ấy. Với số nợ quá lớn của chồng, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi cũng không thể trả hết nợ, còn ngôi nhà thì là của riêng tôi. Biết bao năm bố mẹ tôi tích góp mới có, giờ bán nốt thì mẹ con tôi biết ở đâu, mà anh thành lập công ty riêng anh đầu tư dự án anh cũng tự làm có bàn bạc gì với tôi đâu sao bây giờ nợ nần lại bắt vợ con chịu khổ cùng anh sau mấy ngày suy nghĩ tôi thấy tốt nhất vợ chồng nên ly hôn khoản nợ của anh đừng làm liên lụy đến mẹ con tôi mấy người nhà chồng trách tôi bạc bẽo lúc chồng khó khăn cần giúp đỡ vợ có tiền mà không cứu chồng lại giữ khư khư tôi tức giận hỏi ngược lại nếu tôi làm ăn thua lỗ nợ nần nhiều như thế thì chồng có đứng ra giúp đỡ tôi không đến lúc này thì mọi người im lặng không ai trả lời lúc chồng rơi vào tình cảnh túng quẫn tôi chọn ly hôn thì quá tệ nhưng mà mẹ con tôi sống không yên ổn khi mà chủ nợ đến nhà đòi tiền tối ngày chồng thì chán nản không chịu vực dậy tinh thần để kiếm tiền suốt ngày rượu chè bé bét về nhà mắng chửi vợ con theo mọi người tôi có nên bán nhà trả nợ giúp chồng không Tôi vào quân cưới nhau được 6 năm rồi, cũng đã có một cậu con trai 5 tuổi. Vợ chồng tôi là người có năng lực, giỏi làm ăn nên từ khi cưới nhau về kinh tế gia đình rất khá giả, nhưng vợ chồng rất hay cãi nhau vì hai đứa khắc khẩu, chẳng ai chịu nhường ai. Sống với nhau lâu, tôi dần thấy cuộc hôn nhân này thật nhạt nhẽo và rồi tôi bị cuốn vào tình cảm với một đồng nghiệp trẻ kém hơn tôi 3 tuổi. Dù biết là sai trái, nhưng chính cậu ấy khiến tôi cảm giác được yêu thương, được nuông chiều, lắng nghe và cảm thông thứ quá đổi xa xỉ trong cuộc hôn nhân của tôi đôi lúc tôi có thấy gây dứt và ân hận với chồng với nhưng mà tôi không dứt ra được tôi càng lún sâu hơn nằm bên chồng đầu óc tôi chỉ nghĩ về bóng dáng cậu nhân tình trẻ đỉnh điểm là khi tôi nói dối chồng đi công tác 3 ngày thực chất là đi chơi với cậu nhân tình chúng tôi đã nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển tình cảm như một cặp vợ chồng trẻ đang hạnh phúc được cùng nhau về khách sạn Thang máy vừa mở ra, tôi trố mắt khi thấy chồng đang ôm hôn một cô gái lạ trong thang máy. Cô ấy rất trẻ, nhìn dáng người có lẽ còn là sinh viên không biết chừng. Quân và tôi không dám nhìn nhau. Cô bồ của chồng tôi còn nhếch mép cười khẩy rồi nói: "Hóa ra cũng như nhau cả." Nói xong cô ta tiếp tục ôm chồng tôi đi về phòng. Mặc dù đúng là cũng như nhau cả thật, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ngày tận mắt nhìn thấy cảnh chồng cặp bồ. Máu sân si và chiếm hữu bỗng chốc nổi lên. Ngày về nhà tôi, tôi nói khích chồng. Cô bồ quan xinh quá, bảo sao anh bỏ bê mẹ già con nhỏ ở nhà không quan tâm. Tôi mới nói vậy mà chồng đã gào lên. Cô cũng làm như mình là dâu hiền vợ thảo chăm lo cho gia đình lắm đấy nhỉ. Ai ngờ cũng cặp kè ôm ấp trai trẻ, về còn dám lên giọng như này đấy. Thế mà lúc nào cũng luôn miệng kêu cô quan tâm hy sinh vì con. Đã thế này, thôi thì tốt nhất việc ai người đó làm. Đừng can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Tôi chịu đựng cô cũng chỉ vì muốn thằng Sóc nó có bố có mẹ thôi. Mẹ chồng tôi nghe thấy hai vợ chồng tôi to tiếng chạy vào mắng. Chúng mày có thôi đi không? Suốt ngày đi, bạc mạng mấy ngày mới về, con cái thì không chăm sóc. Thằng Sóc nó đang có dấu hiệu của trẻ tự kỷ rồi kia kìa. Giờ chúng mày không ở được với nhau thì cút hết đi. Tao tự nuôi cháu, tao không cần đứa nào quan tâm. Nghe mẹ nói xong, tôi và quân hốt hoảng bước vào phòng con. Nó ngước lên không thèm cười lấy một cái. Ánh mắt nó thẫn thờ nhìn xa xăm vô định Quần mau chống tiếng lại gần Bế thằng bé ôm vào lòng hỏi chuyện con Thì mãi mấy tiếng sau nó mới bắt đầu nói Sau lâu rồi bố mẹ không đến đón con như bố mẹ các bạn Bố mẹ cũng không chơi với con nữa Bố mẹ không cần con nữa à Con trai tôi bắt đầu khóc Giọng nó trở nên khàn đặc Bạn con bảo bố mẹ hay cãi nhau Là bố mẹ sắp bỏ nhau rồi đấy Chẳng ai yêu con cả Nghe con nói hai vợ chồng tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Sau hôm đó tôi cũng cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc và quan sát con hơn. Nhưng các triệu chứng của con ngày một nặng. Tôi cho con đi khám thì bác sĩ bảo con bị tự kỷ nặng. Do một thời gian dài xem tivi cả ngày, không được tiếp xúc với nhiều người và ít vận động. Con giờ chỉ nghe thấy tiếng nhỏ cũng bịt tai và khóc thét lên. Tôi dỗ mãi con không nín chỉ theo bà nội. Cứ tới gần là con che mắt hoặc chui vào gốc do sợ người con sợ cả sáng sợ cắt tóc sợ gội đầu ăn không nhai và kén ăn tôi cảm thấy vô cùng bất lực không biết làm sao để con bình thường trở lại nữa nhớ lại lúc trước khi cả nhà còn vui vẻ con hoạt bát vô cùng con ôm tôi ngủ mỗi tối con nói yêu tôi nhưng giờ đây cô chỉ thu mình vào thế giới riêng của con lòng tôi đau xót vô cùng tôi thật sự đã quá ích kỷ vì những dục vọng và sân si tầm thường mà giờ đây con trai tôi phải chịu hậu quả anh không ngờ tôi lại dám làm thế đúng không tôi ngây thơ hiền lành với người tôi yêu nhưng hết yêu thì tôi sẵn sàng cho anh phải trả giá tôi không có được hạnh phúc thì cũng phải cho anh nếm mùi đau khổ của anh đạt ạ à. tôi và anh quen nhau khi anh có một chuyến công tác ở hà nội anh và tôi gặp nhau ở quán cà phê anh đã chủ động xin số và tán tỉnh tôi sau đó tôi cũng đổ gục vì sự quan tâm dịu dàng ân cần của anh rồi đồng ý làm người yêu anh nhưng lúc đó tôi chưa biết bộ mặt thật của anh Mà tin vào cái văn tình yêu của anh Chúng ta cứ lặng thầm như này thôi Đừng công khai Vì hoa quỳnh đẹp nhất về đêm mà Đều đặn một tháng anh đều bay ra Hà Nội Để ở bên tôi một vài ngày Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc Anh còn luôn dành cho tôi những điều bất ngờ Với những bó hoa, món quà mà chẳng nhân dịp gì cả khi tôi ngỏ ý muốn vào thăm anh thì anh lại văng không muốn tôi đi lại vất vả chỉ cần tôi nhớ anh anh sẽ bay ra liền với tôi thế là yêu nhau hơn một năm tôi như nàng công chúa nhỏ được anh chiều chuộng yêu thương cho đến khi noel anh báo là anh ốm không thể tra với tôi được anh hứa sẽ bù đắp cho tôi sao nhưng nghe anh ốm tôi cũng lo lắng lắm chứ cũng muốn dành cho anh một bất ngờ nên đặt vé vào sài gòn với anh luôn lần theo địa chỉ anh từng nói tôi đến trước cửa một căn hộ tôi bấm chuông và chờ đợi gương mặt bất ngờ của anh liệu anh có vui khi thấy tôi không nhưng người mở cửa lại là một người phụ nữ trẻ cô ấy nhìn qua tôi một lượt rồi nói cô tìm ai tôi không trả lời mà hỏi lại đây có phải là nhà anh đạt không ạ à? đúng rồi cô tìm anh ấy có việc gì tôi là vợ anh ấy cô ấy đáp lại từng lời cô ấy nói tôi đã nghe rất rõ đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng không muốn tin vào những lời đó thì anh đạt từ trong nhà đi ra hỏi ai đấy hả vợ anh ta khẽ giật mình khi thấy tôi rồi nhìn sang vợ anh ta giải thích luôn à, đây là hân cô ấy là đồng nghiệp từ hà nội anh có nhờ hân mua giúp mấy món đồ từ ngoài đó vào nên là cô ấy qua đưa cho ấy mà lúc đó tôi cũng như con ngốc mà nói đúng rồi em qua đưa đồ thôi ạ. À. Sau đó tôi cũng đưa túi quà đã chuẩn bị từ trước cho anh ta, rồi lặng lẽ quay bước đi. Nước mắt cứ thế, lã chả tuôn trơi. Tối đó đặt nhắn tin hẹn gặp, anh ta xin tôi hãy cho anh ta được giải thích. Tôi đã hy vọng anh ấy nói yêu tôi, vợ anh ta chỉ là một sự ép buộc cưới xin nào đó thôi. Nhưng anh ta lại thẳng thắn thừa nhận, tôi chỉ là trung cảm nhất thời của anh ta. Anh ta cần gia đình này, nên hy vọng tôi sẽ quay về Hà Nội mà quên anh ta đi. Nhưng tôi là cô gái ngốc quá yêu anh Tôi không thể mất anh được Nên tôi nói Cho tôi là một người tình bí mật của anh ở ngoài Hà Nội Tôi có thể chờ ngày anh ly hôn vợ mà đến với tôi Tôi đã vứt bỏ cả tự trọng của một đứa con gái Để xin được ở bên anh như thế đấy Thế mà anh ta lại phủ vàng từ chối Vì có vẻ vợ anh đã nghi ngờ rồi Anh không muốn ly hôn vợ Nên mong tôi có thể buông tha cho anh ta tôi nhốt mình trong căn phòng và khóc mấy ngày liền anh đến bên tôi yêu thương tôi như công chúa rồi lại chính anh đẩy tôi vào sự cô đơn đau khổ để anh được giữ hạnh phúc của mình anh sao tôi không thể tha thứ cho dễ dàng như vậy được tại sao tôi phải chịu đau khổ một mình như thế thế là tôi tìm đến tận nhà anh lần nữa để nói chuyện cho vợ anh biết về mối quan hệ của chúng ta sau đó tôi biết được vợ anh đang làm thủ tục ly hôn cô ấy không thể chịu được người chồng ngoại tình như anh tôi không có được anh thì cô ấy cũng không thể có được anh. Tôi biết bây giờ có lẽ anh đang hận tôi lắm, nhưng không sao, tôi thì đang rất vui vẻ. Chào tạm biệt anh, người cũ tôi từng yêu. Em giúp anh đi, anh không thể thua thằng Bon nhà anh được. Đi, em giúp anh đi mà. Câu tỏ tình mà có lẽ trong giấc mơ mọi vũ trụ chắc mình cũng không thể tưởng tượng ra được. Mình là Ngọc năm nay vừa bước sang tuổi 18 lần thứ bảy. Lịch sử tình trường thì đã qua ba đời trai, một là bạn hồi cấp 3, một là anh khóa trên, một là anh đồng nghiệp ở cùng công ty. Mối tình dài nhất là 6 tháng Mối tình gần đây nhất là năm ngoái Khi thì gặp anh con cháu thần gió Anh thở ra câu nào là gió mát tốt câu đó Khi thì gặp anh giàu tình cảm Xung quanh có cả tỷ em gái nuôi Được một anh tưởng như 10 điểm Nhưng lại bị viêm năng lông vùng da dưới cánh tay Nên thành ra từ 10 sang một tịch luôn Sau khi được trải đời ba lần như thế Thì em quyết ở vậy đến giờ Ngồi im chờ hoàng tử đích thực xuất hiện À, nói qua tí thì em cũng thuộc dạng xinh gái kiếm ra tiền, chứ không phải là dạng ngã cây chân đi dép trái ra nắng chơi cho mát nha. Không tìm được tìm yêu với loài người nên em chuyển qua nuôi chó vậy. Sau khi đọc 7749 bài review nuôi chó thì em múc được một em poodle và đặt tên nó là Mi. Đúng là người yêu thì có thể không có, nhưng mà chó phải có một em. Mi ngoan lắm, gọi già bảo vân, chứ không hầm hố như mấy thằng người yêu cũ. Tối hôm đó em dắt Mi đi dạo như mọi khi, đang ngồi ghế đá chờ Mi đi hái hoa, cua trai thì nghe tiếng Mi thức thanh. Em vội chạy lại xem sao thì trời ơi, phim 18 ngay trước mắt, con Mi đang trao đổi ADN với một thằng khác, thân là công chúa mà phải chứng kiến cảnh này. thì khiến em có chút bối rối, thế rồi bỗng có một anh tiến đến lại gần thừa bảo, Chào em, anh là Dũng, bố của Bon Nói xong anh ấy chỉ tay vào con chó Đang đè lên con mi nhà em À hóa ra anh ấy là chủ của nó Công nhận là chủ nào tới đấy Nhìn đẹp trai phết Thằng Bon nhìn cũng rất ra gì Bảo sao con mi không chút chống cự Cơ mà lần đầu gặp lại đúng hoàn cảnh này Nên chúng em cũng chỉ chào nhau xương xương Đợi hai con mất nết kia xong việc Rồi chào nhau về trước Trước lúc về anh ấy hẹn em Nếu em không ngại thì tối mai cho mi xuống chơi với Bon nhà anh anh mới chuyển đến khu này nên cũng chưa có nhiều bạn cho Bon. Em cũng dạ vân xã giao thôi. Cơ mà không hiểu thằng Bon có bỏ bùa con mi không. Mà tối hôm sau con mi cứ đòi xuống sân bằng được để tìm chồng yêu. Thế là em cũng phải cho nó xuống. Vừa xuống thì thấy anh Dũng cùng thằng Bon đã đang đứng đợi rồi. Đôi vợ chồng trẻ thấy nhau, liền lao vào luôn, mặc cho hai con sen đứng đơ ra như cái cột điện, đúng nghĩa là cơm chó luôn có mọi người. Để phá tan bầu không khí thì anh Dũng có chủ động bắt chuyện với em, rồi xin Facebook số điện thoại với lý do là mai hẹn nhau cho đôi vợ chồng kia đi hẹn hò. Đúng là kiếp nạn thứ 82 khi nuôi chó, cơ mà kiếp nạn này đẹp trai phết, và từ đó thì tối nào chúng em cũng gặp nhau, lâu dần thì cũng có tình cảm, trai chưa gái, gái chưa chồng mà tối nào cũng gặp mà không yêu nhau thì khác nào thua cả con chó thế rồi đến một hôm trong lúc con mi với thằng bon tâm sự thì anh dũng quay sang em bảo em em làm người yêu anh nha ơ anh đang tỏ tình em đấy ạ em bối rối hỏi lại thực ra là em đợi lâu lắm rồi không nhẽ nhận luôn thì nó bị mất giá nên vẫn cố tỏ ra lạnh lùng đúng rồi em làm người yêu anh nha nhưng mà em chưa sẵn sàng đi em giúp anh đi anh không thể thua thằng bon nhà anh được đi em giúp anh nha trời nghe xong đứng hình ngang ai đời hơn thua với con chó bao giờ cơ mà em thích em cũng không thể thua con mi được và thế là chúng em chính thức yêu nhau đấy thế nên bà nào mãi chưa có bồ thì nên nuôi một em chó nha thôi em phải đi hẹn hò với anh yêu của em đây không thể thua bọn bốn chân kia được Em Ngọc Trâm 21 tuổi xin tự nhận là người đen nhất nhì cái đất Hà Nội này. Chuyện là em có một mối tình 3 năm, chúng em là bạn từ hồi cấp 3. Ngày xưa học cấp 3 thì hai đứa cũng chỉ thích thích nhau thôi chứ chưa gọi là yêu. Đến cuối năm lớp 12 thì hứa hẹn nếu cùng thi đổ đại học thì yêu nhau, coi như lấy đấy là động lực. Thế rồi cứ ngỡ trời xe duyên, mối lương duyên đã định trước. Chúng em đều cũng đã đổ vào cùng một trường, nhưng khác hoa. Chuyện tình chúng em cứ thế diễn ra như bao các cặp đôi chưa từng trải khác. Sáng chiều lên lớp gặp nhau, tối về hẹn hò, không thì ngồi nhà nhắn tin cho nhau. Cứ ngỡ cứ yêu nhau thế rồi ra trường đi làm có tiền rồi cưới nhau, nhưng không, ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đã tới. Chuyện là sang năm ba, lịch học của em có giảm đi so với hai năm đầu, em liền có đăng ký đi làm thêm, vừa để kiếm thêm tiền cũng vừa để lấy kinh nghiệm, không kinh nghiệm chuyên môn thì cũng kinh nghiệm cuộc sống, em có chủ người yêu đi làm thêm cùng, nhưng mà anh ấy từ chối với lý do anh muốn ở nhà học kiếm tiền trên mạng kiểu kiếm tiền thụ động ngồi nhà cũng ra tiền thật chưa nghe em đã thấy nô no hấp rồi Cơ mà kệ, chưa báo nợ thì coi như là cơ hội cho anh trải sự đời cũng được. Em vẫn nhớ như in tối hôm đó là thứ bảy ngày 14. Tại sao em nhớ rõ hả? Phần vì bị cấm sừng, phần vì trước đó là thứ sáu ngày 13. Ngày mà mọi người sẽ gặp đen, nhưng chắc em được trời thương nên đen vào ngày 14. Tối đó theo lịch là em có ca làm, nhưng có bạn nhờ đổi ca nên em được nghỉ. Em liền rủ người yêu đi xem phim rồi lượn lờ hồ Tây. Đang hí hửng thì anh người yêu bảo, ơ... Tối nay anh bận rồi, theo lịch là em đi làm cơ mà Em làm việc chẳng khoa học gì cả Cái gì cũng phải có lịch có kế hoạch rõ ràng chứ Em hỏi mãi thì anh ấy À không em phép gọi em là nó đi Nó bảo tối nay phải học online với nhóm làm giàu éo gì đó Má nó éo kiểu sao mà em lại tin nó nữa Thế là thôi em lại xin đi làm, thực ra em đi làm vì đam mê thôi, chứ nhà em cũng không thiếu tiền lắm. Ra quán ngồi chơi với các anh chị, lâu lâu lại được xem vụ combat đánh ghen cũng vui vui, nhưng không nghĩ có ngày nó vận vào người đang ngồi bốc phét bon với các anh chị ở trong kho thì chị hương chị gái khác cha khác mẹ nhưng tiêu hoang giống em chạy vào gọi thằng hiếu người yêu mày đang ngồi cùng con tranh nào kia kìa tao thấy chúng nó tình cảm lắm chắc chắn là đang yêu nhau mình vẫn chưa tin vào tai nên hỏi lại hiếu người yêu em á chị ơ à, nay anh ấy bảo phải đi học online cơ mà mày không tin thì ra mà coi chúng nó đang lửa đồ đó mình tức tốc xin ra order xem có đúng thằng người yêu mình không thì ối rồi ơi, chuẩn cơm mẹ nó là thằng Hiếu rồi. Thằng Hiếu đang phải chọn đồ cho con tranh trà xanh. Thấy mình đứng trước mặt nó như chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Ơ, ờ, ừ, sao lại là em? Con tranh kia thì quay sang hỏi. Ơ, ờ, đây là người quen của anh hả? Mẹ nó, không nhả bảo bà đây là người yêu nó. Nhưng may mình vẫn tỉnh táo đáp. Dạ vâng, mình với anh Hiếu đây là bạn học cấp 3. Hai bạn uống gì để mình làm cho? Con bé kia vẫn chưa biết gì, liền gọi một xin tố xoài và một bạc xỉu. Má, thằng Hiếu trước giờ đi với mình toàn gọi nước cam, nay chơi hẳn bạc xỉu, đúng là sĩ gái. Mình vẫn bình tĩnh vào trong báo đơn. Trong lúc chờ đồ thì mình cùng chị Hương ngồi dò Facebook đôi gian phu dâm phụ này. Hóa ra con bé này là tiểu thư nhà giàu, bị thằng Hiếu mồi chài, thì ra đây là lớp học làm giàu mà nó nói Con kia thì đúng giàu nhưng hơi non Bị thằng này hứa hẹn bốc phét đủ kiểu Nào là nhà anh ở quê đất đai gà chạy mỏi chân Anh đi học là cho đỡ buồn Sao về làm công ty gia đình Mọi người hỏi sao mình biết á Vì điện thoại thằng này mình mua cho Mình có iCloud có đủ pass Nên nó làm gì mình cũng chết được hết Chẳng qua trước giờ mình không thèm chết vì tin tưởng thôi Thế là mình bảo quán đổi ngay order của hai đứa này Thành hai cốc matcha Lúc mình mang ra thì hai đứa này không khỏi ngạc nhiên, không để cho chúng nó thắc mắc, mình bảo quán mình đang có chương trình sale, tặng miễn phí trà xanh matcha cho cặp Tuesday để gian phu giam phụ. Nói rồi mình xô loạt bằng chứng mình và Hiếu đang yêu nhau và chứng minh thằng Hiếu toàn bốc phét chứ chẳng được cái nước mẹ gì. Tiện tay mình cũng giúp thằng Hiếu uống nước bằng đầu, đổ luôn cốc matcha lên đầu nó. Má nó còn đang mặc cái áo mình tặng nữa chứ. Chưa hết, thằng Hiếu còn được tặng kèm một cái tác của con bé kia, thằng này cay lắm, nhưng éo làm gì được mình, vì đây là quán mình đang làm, nên bỏ về. Đợi thằng này ra về thì mình nhẹ nhàng vào iCloud khóa máy thằng này lại, vì điện thoại của nó mình mua mà. Mình cũng xin clip của quán úp lên luôn Facebook, giúp Hiếu trở thành idol Facebook, hot face luôn, để xem còn đi lừa được ai nữa không. Đúng loại đó yếu còn thích ra gió, số sướng mà không biết đường hưởng, thì bà đây tiễn vong. Một pha xử lý đi vào lỗi trái đất em là bạn của con em họ tôi chúng tôi gặp nhau vào ngày lễ tốt nghiệp của em khi đó thì tôi đến chụp ảnh cùng em gái thấy em xinh xắn đáng yêu cho nên đã hỏi con em tôi thông tin biết em vẫn còn đang cô đơn cho nên tôi nhanh chóng lân la xúc tiến làm quen liền sau một tháng tán tỉnh thả tim rap story mỗi tay của tôi thì em cũng đồng ý yêu nhau Em là gái Hà Nội, nhưng mà không phải là gái phố, nhà em bên Đông Anh, gia cảnh cũng gọi là ok, DSH nè, nhà ở chung cư riêng, tôi được em mời sang chơi với tư cách là bạn bè thôi, cho nên cũng cơ bản nắm được tình hình rồi. Yêu nhau cũng đã được hơn 5 tháng, nắm tay rồi, ôm nhau rồi, hôn thì à, cũng đã rồi, cái gì cũng rồi, mà chuyện thì chưa... Tôi thì hơn em 2 tuổi như mọi người Cũng phải là trai tân Đang độ tuổi hừng hực như trâu Cho nên cũng gọi là đang kiềm chế hết sức rồi đó trời Vẫn đang hai tay ta làm nên tất cả Hôm đó nghe như thường lệ của các buổi hẹn hò, tôi đến đón nghe em đi ăn ở em môn Long Biên. Nay em ăn mặc xinh lắm mọi người, mà còn chatty nữa chứ trời. Thì nói váy body cổ tròn khoét hơi hơi sau ngang. <laughs> Trông ú hòa lắm luôn, thật là khiến tôi khó cầm lòng mà ăn uống xong xuôi thì chúng tôi lượn lên khu vui chơi để gấp thú bông độ bằng kỹ thuật học được trên top top và 500k tiền mua sèn <laughs> cuối cùng tôi cũng đã gấp được cho nàng một con Pikachu cá chu vàng chóe ăn rồi chơi rồi thì cũng đến giờ về đúng không tôi để em đi về lúc đó cỡ chín giờ rưỡi gì á ờ tôi nhớ vậy á đi đường thì em bảo với tôi nha à, bố mẹ em về quê rồi vẫn còn sớm tẹo anh lên nhà chơi với em nha Thề với mọi người là lúc đó là chúng tôi Đang đi trên cái đê mà ở dưới toàn là nhà nghỉ Em lại đánh tiếng mời tôi lên nhà Rồi bố mẹ em về quê đồ nữa Mọi người có nghĩ như tôi không Rằng em đang mở lời chuyện đó đó Đúng không Nghĩ trong đầu ừ, Vũ này ngón vế lờ rồi cũng phải nghĩ gì nữa ba Đấy Mà chết thiệt Tôi lại chưa chuẩn bị bờ cờ sờ Cho tình huống này bất ngờ này mọi người Nên trên đường đi Kể từ lúc đó Tôi cứ ngó nghiêng xem có hiệu thuốc nào không Để mà mua Đi cách còn cỡ 15 phút thì vừa tới nhà em Thì tôi cuối cùng cũng tìm thấy một hiệu còn sáng đèn Đổ phịch trước cửa Tôi chạy nhanh vào mua một hộp rồi chạy ra Người yêu nhìn tôi rồi hỏi chứ à, Anh ốm à? Anh mua gì vậy? Ờ, anh ốm đau gì đâu em Anh mua bờ cờ sờ Anh không có sẵn trong ví Em nhìn tôi có hiểu Bờ cờ sờ làm gì? Để tối nhà em Sợ em không sẵn anh mua cho chắc á mà Nghe xong Người yêu tôi hét ầm lên giữa đường Anh bị điên hả? Ờ, à, à, sao lại hét lên vậy? Anh cút đi, anh nghĩ gì vậy? Ờ, à, 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 anh nghĩ gì? Thì em bảo anh lên nhà với em còn gì nữa. Ủa, em bảo lên nhà chơi vì về sớm, với lại còn em gái em ở nhà mà. Anh đang nghĩ gì vậy trời? Anh đáng sợ quá trời luôn, anh cút đi. Trời ơi trời, tôi ngợp mặt ra. Ừ ha, còn em gái nữa làm chi trời. Mà tôi cứ tưởng là nó về quê cùng bố mẹ luôn á chứ. Trong lúc thẩn thờ chưa biết chữa trái như thế nào, thương yêu tôi đã bắt taxi đi về. <laughs> tối về tôi có gọi điện để giải thích nhưng mà em đâu nghe đâu tôi đã nói rằng á ai cũng sẽ hiểu lầm như tôi thôi nhưng mà em chỉ trả lời là chia tay đi em không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện đó chúng ta chưa đến mức làm cái đó đâu em ghét con trai mà trong đầu suốt ngày chỉ nhâm nhe đòi hỏi cái việc đấy rồi giờ thì chúng tôi đã là người xa lạ một tuần rồi giờ làm sao đây mọi người sáng đó khi tôi thức dậy trên kệ cạnh giường là một cốc nước quen thuộc bên dưới cốc nước là một tờ giấy nhắn em đã ký đơn ly hôn rồi sáng nay em mang lên tòa nộp tạm thời em gửi con về bà ngoại và sẽ ra khách sạn ở tôi nhìn tờ giấy thấy lòng không rõ là cảm giác nhẹ lòng hay đau lòng đến cùng tình yêu của chúng tôi cũng đã kết thúc như vậy chúng tôi từng là một đôi yêu đương điên cuồng những năm tháng thanh xuân chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe máy nhiều ngày đi khắp các ngõ ngách trên đất nước cùng nhau nhảy dù và hàng tỷ thứ điên rồ khác sau khi rời trường đại học chúng tôi cùng nhau mở một công ty du lịch và kết hôn. Từ ngày lấy nhau, em dường như khác hơn, thùy mị hơn, quan tâm bếp nút hơn, thích dành thời gian cho gia đình. Rồi đứa con đầu tiên ra đời, em bận rộn với con. Từ lâu rồi, chúng tôi không có thời gian cùng nhau đi chơi, cùng nhau điên khùng, và tôi dần chán nản. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, em là đang cố gắng vì gia đình, tôi lấy quyền gì mà chê ba hay ý kiến. Dù vậy, tình yêu trong tôi vẫn dần chết đi rồi tôi gặp ngân cô bé thực tập ở công ty tôi sự trẻ trung điên cuồng nhiệt huyết của ngân khiến tôi nhớ đến em của những ngày tháng xưa cũ rồi bất giác tôi quan tâm tới ngân bất giác thường muốn cùng em trò chuyện nghe các ý tưởng hay ho của em nghe em nói những câu chuyện hài hước ba tháng năm tháng rồi một năm tôi nhận ra mình thích ngân rồi tôi tìm đủ cách giữ Ngân ở lại làm nhân viên chính thức, thậm chí là tăng lương, đề bạc em vào vị trí leader. Khi biết Ngân và cậu nhóc phòng marketing yêu nhau, tôi vô cùng bực bội. Đến cùng, còn cho cậu nhóc kia nghỉ việc. Tôi chưa từng thể hiện rõ ràng sự quan tâm của mình với Ngân, nhưng sau một lần đi ăn tiệc cuối năm, khi về vợ nói với tôi, con bé Ngân đó đáng yêu anh ha. Tôi nhìn em, lòng bóng rối loạn như đứa trẻ làm sao bị phát giác. Tôi vợ trả lời qua loa rằng, cũng được việc lắm, Dự án du lịch Đông Nam Á giá rẻ do em đó đang phụ trách rất hút khách. Vợ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nhìn bé đó, em thấy giống em của những năm tháng xưa cũ. Anh thích kiểu con gái đó mà đúng không? Tôi khựng lại rồi nhanh chóng nói rằng, gu của tôi chính là vợ. Ngoài vợ ra thì ai cũng hợp. Thực ra đó chỉ là những lời văn vở dối lòng. Tôi không dám thừa nhận mình thực sự là mê mệt cô bé đó. Cho tới đêm qua, tôi cùng nhóm dự án du lịch Đông Nam Á đi nhậu mừng thành công vượt chỉ tiêu trăm tôi đã uống rất say. Cuối buổi, tôi vợ nói Ngân ở lại ra xe tôi lấy tài liệu, nhưng dưới gara, tôi lại ôm lấy em tỏ tình. Nói với em rằng, tôi đã thích em từ lâu rồi. Nói rằng, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được em. Ngân hoảng hốt đẩy tôi ra, nhưng tôi cố giữ lấy em. Ngân đưa tay tát mạnh vào mặt tôi rồi bỏ về. Sự đau đớn tuổi hờn vì bị từ chối khiến tôi điên cuồng. Tôi về nhà, khó chịu với vợ, thậm chí đưa tay hất đổ cốc nước trên bàn rồi hét lên, "Tôi chịu đựng đủ cuộc sống nhàm chán này rồi." Sau đó, tôi lôi trong cặp ra tờ đơn ly hôn tôi vẫn phân vân đưa cho vợ. Em nhìn tôi rồi nhìn tờ đơn. Sau đó tôi thiếp đi trên ghế. Em đã đỡ tôi vào giường. Căn nhà lúc này thật trống trải, không còn tiếng con gái tôi mẹ nheo mẹ mỗi sáng, không còn hình ảnh vợ tôi bận rộn trong bếp. Tất cả đã kết thúc rồi. Theo đúng những gì tôi mong muốn. Vậy sao lòng tôi lại đau đớn tới vậy? Em chào mọi người. Thực sự là đã vào đường cùng, không còn cách nào khác, nên em phải đành lên đây. Nhờ em Minh chia sẻ câu chuyện của em, để mọi người cứu cho mối tình trăm năm của em với ạ. À. Em năm nay 27 tuổi, cũng đã đến tuổi tính chuyện vợ con. Người yêu em thì năm nay cũng 25, đúng độ tuổi đẹp để lấy chồng. Chúng em quen nhau được 3 năm nay, nhưng trước đó hai đứa cũng chỉ thích thích nhau thôi. Cho đến gần một năm trở lại đây, mới từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương chúng em thì cũng không phải quá nổi bật gì chỉ là một cặp yêu nhau rất bình thường giữa dòng đời xô bồ gia đình cũng ở mức cơ bản do đều đã đủ trưởng thành muốn yêu nhau nghiêm túc nên chúng mình có chốt để đưa nhau về ra mắt gia đình đầu tiên là về ra mắt nhà em em là cô con gái duy nhất của gia đình nên mình cũng có chút tâm lý ngoài tham khảo tài liệu sống là em người yêu thì mình có lên mạng tìm review về lần đầu ra mắt nhà bạn gái sau khi đọc kha khá thì mình cũng tự tin về khoản ăn nói đối đáp với bố mẹ em và cũng chọn được quà ra mắt là một chai rượu tây ngày hôm đó sau khi chuẩn bị từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới tóc tai vuốt vuốt các kiểu mình phi đến một cửa hàng rượu tây để tìm cho mình một chai rượu một tấm vé để vào làm con rể gia đình em thế rồi xua rủi sao chai rượu mình nhắm từ trước lại không còn thế là mình hơi vỡ kế hoạch cứ ngẩn người ra không biết chọn tấm vé nào đang loay hoay thì có một chú vỗ vai tìm mua rượu ra mắt bố vợ à mình giật mình quay lại thì gặp một chú rất chi là phong độ vâng ạ à, nay cháu về ra mắt nên tính mua một, một chai chất chất để ghi điểm. này chú cũng có bạn trai của đứa con gái ra mắt nên cũng đang tìm một chai về kiểm tra sức khỏe thằng con rể tương lai. thế là với việc chung lý tưởng thì hai chú cháu nhanh chóng bắt sóng, bàn luận sôi nổi về các loại rượu. được một lúc thì cả em và chú ấy đều chọn được mỗi người một chai. lần đầu ra mắt mà đầu tư phết nhỉ? <laughs> mình là người có điều kiện mà chú phải hành tráng chứ ạ? À? em cũng bon mồm chém gió theo. này, chỗ đàn ông chú hỏi thật thịt luộc gì chưa? À, thì cũng hơi tái tái thôi chú ạ. À. tại vì nghĩ cũng chỉ là người lạ nói chuyện xã giao, chắc không có lần gặp thứ hai nên em hơi bon mồm. thế rồi chú ấy cười lớn rồi vỗ vai em. khả khả lắm. chẳng hiểu sao sau cuộc tâm sự với người lạ thì em càng thêm tự tin mà đến nhà người yêu em. tới nơi thì mẹ em ấy ra đón, đang tự tin sải bước vào nhà thì em có chút đứng hình khi nhìn lên tủ rượu nhà em ấy là một chai rượu giống hệt mà chú hồi nãy em gặp mua để đón con rể. Chưa kịp phán xạ thì em người yêu bảo Bố em vừa mua chai rượu đấy Bảo để đón con rể tương lai Quả này chết thật rồi Này thì thịt luộc, này thì thịt tái này Biết trốn đâu bây giờ Giây phút ấy cũng đến Bố em từ trong nhà bước ra Hai chú cháu nhìn nhau không nói câu gì Thế là cả buổi hôm đó Gần như chỉ có em giao tiếp với mẹ mấy Còn bố em thì thi thoảng hỏi vài câu xã giao Tối đó về Chuyện gì đến cũng đã đến Em người yêu nhắn tin cho em bảo bố em ấy không thích em cho lắm vì em hơi mồm mép nên thấy không đáng tin, xong còn bắt em ấy suy nghĩ kỹ lại. ôi, biết phải giải thích làm sao với người yêu bây giờ, với làm sao đây để bố em mất ký ức tại cửa hàng rượu nữa. các bác chồng xin lời khuyên với ạ. chào mọi người, có thể không liên quan lắm nhưng hôm nay mình muốn gửi bài lên đây nhờ sự trợ giúp từ mọi người ạ. À. chuyện là gia đình mình mới mua một căn chung cư tại hà nội, chung cư ở đây mới xây, sạch sẽ và có an ninh tốt nên là hai vợ chồng mình rất ân hàng xóm ở đây thì cũng khá thân thiện và tốt bụng. Tuy nhiên, có một điểm mà mình thấy không hài lòng cho lắm, đó là thiết kế của chung cư này. Chung cư này không có ban công riêng, mà người ta làm hai căn hộ chia nhau một ban công. Hai nhà tự ngăn với nhau bằng một tấm lưới sắt đơn giản và một tấm gỗ trắng ở dưới chân. Trước kia, hàng xóm cạnh nhà mình là một bạn nữ, ở rất sạch sẽ nên không có vấn đề gì. Nhưng bạn đó vừa mới chuyển đi, thì có một thanh niên khác chuyển tới. Cậu ta có vẻ như là một dân anh chị, nên toàn người là những hình xăm hình thù kinh dị ăn nói thì lỗ mãn tính tình thì cục cằn nên hàng xóm xung quanh không ai muốn giao du với cậu ta cậu ta là một người nghiện thuốc lá khá nặng lần nào gặp cậu ta thì mình cũng thấy cậu ta phì phèo đuổi thuốc việc cậu ta hút thuốc thì mình không có ý kiến gì nhưng cậu ta hút thuốc xong thì lại nhả khói sang nhà mình mình thì mới có mấy chậu cây cảnh để ngoài ban công nên sáng nào cũng ra đó tưới nước hít thở không khí nhưng lần nào ra cũng gặp cậu ta đang ngồi bên ngoài và hút thuốc vì chiều gió thổi sang nhà mình Nên có bao nhiêu khói cũng bay sang nhà mình à Làm cho mình khá khó chịu Để tránh hết phải khói thuốc của nhà hàng xóm Nên ban công nhà mình trừ những lúc tưới cây hay phơi đồ ra Thì đã đóng kín cửa Nhưng quần áo phơi ở bên ngoài Thì cũng ám mùi thuốc lá vào Mặc lên người hôi rất khó chịu Dù vợ mình cũng có mua bình xịt quần áo Nhưng cũng không thể nào khử được mùi hôi đó Vợ mình thì đang mang thai em bé Nhà đóng cửa cả ngày nên cũng bí Thế nên là có lần cô ấy mở cửa ban công ra cho thoáng Vừa mở được một lúc thì khói thuốc nhà hàng xóm bay sang ngập ngụa trong nhà vợ mình lỡ hít một chút thì ho sặc sụa đóng cửa đi vào vì lo nghĩ cho vợ nên mình cũng sang nói chuyện với hàng xóm mình nói chuyện với cậu ta thì cậu ta nói rằng tôi hút ở nhà tôi hút ở ban công nhà tôi thì sai à nhà tôi tôi bỏ tiền ra thuê tôi mất tiền thì tôi có quyền anh là cái gì mà cấm tôi hút thuốc hả cậu ta nói xong rồi lập tức mời mình về thì đúng là nhà của cậu ấy cậu ấy hút hay làm gì thì mình cũng không có quyền nói nhưng việc cậu ấy làm vậy thực sự đã ảnh hưởng tới mọi người. Đến điểm là tuần trước, không biết cậu ta hút thuốc kiểu gì mà khói thuốc ngập trong nhà, đến mức hệ thống báo cháy của chung cư kêu réo vì phát hiện lượng khói lớn. Lúc đó là 11 giờ đêm, tất cả mọi người phải chạy xuống thang bộ xuống dưới. Vợ mình đang bầu 7 tháng cũng phải chạy từ tầng 6 xuống làm cho động thai. May mắn là không ảnh hưởng gì. Bây giờ mình phải làm như thế nào để cậu hàng xóm bớt hút thuốc lại đây mọi người? Mình nói thì không có tác dụng rồi vợ mình thì sắp sinh em bé nên việc sống bên cạnh khói thuốc như vậy rất ảnh hưởng tới thai nhi mong mọi người có thể chia sẻ cách ạ à. mình xin cảm ơn